Những điểm lưu ý khi đục tranh gỗ cá chép trông trăng. Tuy nhìn bức tranh cá chép trông trăng này có kết cấu thì có vẻ đơn giản, nhưng mà kỳ thực thì để đục được một con cá chép có hồn, sống động và tinh tế thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua hai lưu ý này nhá. Và lưu ý đầu tiên đó là chúng ta cần phải đục con cá chép với một cái mình không được quá dày. Vì nếu dày thì trông cá sẽ giống như là con cá trôi hay là con cá chấm. Còn nếu như mà mỏng thì nhìn con cá lại giống như là con cá chim. Và lưu ý thứ hai là cái đoạn mà gấp đuôi cần phải đục lõm xuống ở cái đoạn gấp và cao lên ở cái phần cuối. Nhìn sẽ giống như là một cái cơ của con cá nó được chuyển động. Phần đuôi cá cần phải đục kênh bong lên và phải nở thật là to. Đó, và cần có cái độ kênh bong để thể hiện được cái sự sống động. Nhưng mà cái phần đuôi này cũng cần phải đục thấp hơn so với mình cá để thể hiện được cái độ xa gần. Ngoài ra còn có việc chặt vảy cho cá cần phải thẳng hàng và đục cái vảy kép nhìn nó sẽ rất là đẹp. Đôi mắt của cá cũng cần phải nhìn xuống dưới đồng đều và thẳng hàng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tác phẩm Lý Ngư Vọng Nguyệt này sau khi hoàn thiện thì trông sẽ như thế nào nhé.